Xin chào mọi người. Hôm nay mình cùng cả nhà mình thì đi ăn tối. Gia nhà mình ăn chay cho nên là hôm nay mình cũng muốn giới thiệu với mọi người một cái nhà hàng chay ở đường Ba Vân, ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Cái nhà hàng chay tên này là Thanh Hương Chay. Cái nhà hàng chay này thì mình tới đây ăn lần này là lần thứ hai. Lần đầu tiên thì là mới khai trương, thành ra là cái món ăn cũng ít, với lại cái đó mình cũng không có ý định là quay phim hay giới thiệu gì hết cho mọi người. Đây là lần thứ hai mình tới thì mình thấy là có thay đổi nhiều, món ăn cũng nhiều hơn, trang trí mà nhìn thấy nó cũng đẹp hơn nữa. Đây là bên trong quán nè mọi người, thì bố trí nói chung cũng đơn giản, có kệ sách, trên kệ sách thì có sách, rồi có những cái ảnh, rồi những cái huân chương hay là những cái bằng lưu niệm. Thì ở đây là trong cái quầy bar, trong cái quầy bar thì trang trí cũng đơn giản thôi, trên tường thì có vẽ hoa sen, rồi phía sau lưng thì có cái logo, của nhà hàng đó là Thanh Hương. Logo chỉ là lấy cái lá bồ đề thôi, chứ cũng không có gì là phức tạp hay là nó cầu kỳ. Thường thì mình thấy mấy nhà hàng chay cũng hay lấy cái logo, là lấy cái lá bồ đề làm cái logo đó. Không gian trong quán thì do là mình thấy chủ quán là để mấy cái đèn vàng trang trí nhìn nó cũng dịu mắt, đèn vàng nhìn cái không gian nó sẽ ấm cúng hơn. Bên trong thì cũng có trang trí một số chậu cây kiểng thì nhìn nó cũng có, chung là nhìn thấy nó cũng xanh mát đó. Nhìn nói chung là thấy cũng rất là, nói chung là dễ chịu thoải mái. Trên tường thì cũng chỉ có trang trí là bằng tranh, chung cũng trang trí thì cũng ít, nhìn nó cũng đơn giản, nhìn cho nó đỡ trống các bạn. Tường thì này là thường là dầm giấy dán tường. Giấy dán tường thường hay mình hay thấy các nhà hàng dán cái kiểu gạch cổ nhìn giả, giống như giả tường. Đây, món ăn tới rồi. Đây là cái món hủ tiếu xào Trung Hoa. Tại vì mình cũng có hỏi mấy cái bạn phục vụ là cái món nào cho em bé ăn được á, thì mấy bạn giới thiệu là cái món hủ tiếu xào Trung Hoa. Cái món này thì là nó là hủ tiếu mềm, giống như là sợi phở lớn ấy. Thì cái này em bé ăn được, tại nhà mình là có hai bé, một bé là 2 tuổi rưỡi, một bé là 7 tuổi, thành ra là mình kêu cái món này cho bé nó dễ ăn. Thì ra thì bé mình ăn cái gì cũng được, nhưng mà tại vì đi ăn tiệm thì mình tìm những cái món cho bé dễ ăn thì nó ăn sẽ được nhiều hơn, mình đỡ phải chăm. Cái thành phần của nó mình nhìn thấy là rau cũng nhiều nè, có chả, ở dưới thì là cái sợi hủ tiếu, còn chả, rồi bắp non, cải thảo, rau. Nhưng nhìn cái dĩa mì cũng ngon, gia vị mình nếm thử lên mình thấy nó cũng rất là vừa ăn. Nhà hàng này thì giá nó cũng dao động từ 40 cho tới 70 ha. Chỉ có cái món lẩu thì nó sẽ giá nó sẽ cao hơn chút, tầm 100 đến 200. Thì mình thấy ở giá như vậy đó, nhà hàng thì nó cũng là cũng bình thường nha các bạn ha. Tại mình thấy tất cả em thường mình đi công an cũng nhiều nhà hàng lắm, mình thấy giá thì nó cũng gần nhau hơn, tại vì chi phí mặt bằng, chi phí máy lạnh rồi đó, nhưng mà mình thấy cái giá này thì nó cũng bình thường. Đây là anh nhỏ nhà mình, bé nhà mình thì là ăn chay từ trong bụng mẹ luôn, cho nên là đi tới bây giờ thì hiện tại thì mình cũng cho bé ăn chay luôn. Nói chung thì bé cũng dễ ăn cũng ăn được nhiều thứ lắm, nhưng mà tự nhiên bây giờ thấy anh lớn rồi anh lại làm biếng ăn rau, thích ăn bún, ăn mì, ăn cơm rồi vậy, chứ còn rau thì ít thích ăn. Thường một dĩa này nếu mà hai bé ăn thì dư ha, nếu mà bé nào biết ăn rau nữa thì càng tốt. Cho bé mình không chịu ăn rau. Thường thì cái bữa ăn hàng ngày của mình thì mình có bổ sung các loại đậu cho
đậu lắm, như đậu nành, đậu xanh, đậu Hà Lan, đậu nhự, đậu đỏ, đậu đen, nói chung tất cả các loại đậu đó, mình bổ sung hàng ngày luôn, thay đổi thường xuyên. Các bạn có dịp ghé đi đâu hoặc là ngày chay thì các bạn ghé thử nhà hàng đi. Mình thấy ở đây món ăn cũng rất là được, cũng rất là ngon, phục vụ cũng chu đáo. Đây là bún bò Huế. Thường thì nó hay lấy theo cái tên bún mặn bún bò Huế, nhưng thực ra là trong menu chỉ là để bún Huế thôi. Thường ở tất cả các quán chay á, người ta không có để là bún bò Huế mà ta chỉ để là bún Huế thôi. Thì thường là mình mới biết cái hương vị, người ai thích ăn bún Huế thì sẽ kêu món này ha. Mình thấy nhìn cái tô bún mà nấu nhìn thấy nước thì cũng ngon. Mình gia vị thì mỗi chỗ mỗi khác, có chỗ đậm chỗ lợt, nhưng mà mình thấy thường mình ăn nhiều chỗ mình thấy được ở đây ăn cũng được, cũng ngon. Thì một chỗ mình thích ăn nữa đó là ở nhà hàng chay Đóa Sen Vàng á, Đóa Sen Vàng ở đường Trần Hưng Đạo cũng quận Tân Phú. Thì mình thấy đó thì mình thích ăn hai chỗ này, món bún Huế mình thích ăn hai chỗ này. Bún Huế thì thường mình sẽ ăn kèm với rau là rau muống với lại bắp chuối đào á. Thì mình không thích ăn rau sống nên mình thường là nhờ bên nhân phục vụ trụng ha, rau trụng. Tại vì ăn bún Huế thì của cái rau muống với lại bắp chuối thì nhìn nó sẽ thơm hơn. Đây là sa tế nè. Thường thì mình ăn bún Huế thì thường là sẽ có sa tế. Sa tế này thường là làm bằng sả với lại tỏi băm, thì sả là chính với ớt nữa, thì thêm một ít cái nước màu á thì cái màu nó sẽ đẹp hơn. Thì thường là ăn bún Huế thì mình sẽ ăn chung với sa tế ha, thì nó sẽ ngon hơn, nó thơm hơn. Đây là địa chỉ của nhà hàng nè, 161 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình. Các bạn có việc thì ghé nha, ghé ủng hộ mình.
cầu ăn chay không chỉ là vì mục đích tôn giáo gì đâu, là chủ yếu là vì sức khỏe nữa. Cho nên nếu mà ai ăn chay được thì cũng tốt cho sức khỏe ha. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.